Hello xin chào anh chị em Chào mừng anh chị quay trở lại kênh đầu tư chứng khoán Quang Trần vn Sau phiên dọa ma nhà đầu tư chiều hôm qua và sáng nay Bước sang phiên buổi chiều Đã có dòng tiền tham gia tương đối tích cực Chảy mạnh vào nhóm bất động sản Nhóm thép hay là kể cả ngân hàng và chứng khoán Giúp cho thị trường hồi phục đi lên Và đặc biệt là nhóm dòng nhựa này Tuy là tiền vào không nhiều Thanh khoản của cả nhóm này nó đạt có khoảng 21 triệu cổ phiếu thôi được giao dịch trong phiên thôi. Nhưng mà giúp cho gần như là cả nhóm này nó tăng trần. Cùng với những cổ phiếu như DPG này hay LP Bank này, xuống thì xuống thang bộ nhưng lên thì lên sang thang máy này. Nó tăng mỗi trong phiên ATC thôi nó tăng khoảng 3,32%. Anh chị em nhìn cũng không thấy nó đâu luôn đúng không? Đây chúng ta nhìn thanh khoản của 15 phút cuối phiên thôi nó bằng gần như là cả phiên giao dịch. Để anh chị em có thể thấy được rằng ở trong giai đoạn hiện tại, sau khi rũ bỏ phần lớn nhà đầu tư ra khỏi thị trường thì thị trường nó hồi phục nó tăng mạnh mẽ ra sao. Nhất là anh chị em nhìn nhóm thép này, với những cổ phiếu như Hòa Phát, như Hoa Sen hay Nam Kim này, nó cũng có một cái nhịp hồi tương đối tích cực kể từ 13 giờ 45 nó bắt đầu có dòng tiền tham gia và kéo cổ phiếu này đến cuối phiên nó tăng khoảng gần 5%. Hay Hoa Sen cũng vậy, anh chị em để ý mà xem, khoảng 13 giờ 45 ở phiên ngày hôm nay, dòng tiền chảy tương đối mạnh mẽ vào các cổ phiếu trên thị trường đã giúp cho thị trường nhìn chung thì hồi phục tương đối tích cực mà chỉ số phái sinh của chúng ta nó còn hồi phục trước đó cơ. sau khi nó cũng tạo được thành một cái mẫu hình vai đổ vai ngược này anh chị em để ý thì chúng ta sẽ thấy và có thể mua ở đây này và đặt, đặt cắt lót ở đây này thì chúng ta sẽ ăn được khoảng gần 10 điểm kể từ thời điểm mua từ thời điểm long cho đến khi thị trường nó đóng cửa và rất có thể với cái nhịp hồi như phiên ngày hôm nay thì phái sinh cũng như là thị trường trong phiên ngày mai nó tiếp tục bùng nổ và tiếp tục tăng mạnh mẽ và có thể sẽ hướng tới vùng 1050 trong những phiên sắp tới và giúp cho những anh chị em mà nhanh nhạy với thị trường trong thời gian gần đây đem về những cái cơ hội và tạo ra những khoản lợi nhuận đạt như kỳ vọng. Ví dụ như hôm trước thì mình có khuyến nghị anh chị em mua thằng TNG ở dòng dệt may này, mua ở phiên ngày 20 tháng 4 ở quanh vùng giá 18.3 đến 18.5 thì mình cũng cảnh báo anh em luôn có thể sau khi anh chị em mua ở phiên ngày hôm nay xong một hai phiên tới nó sẽ rũ thì sau nhịp rũ khả năng nó tiếp tục nó hồi phục đi lên và sẽ đem lại cho chúng ta những khoản lợi nhuận thì ở phiên ngày 20 tháng 3 mình có mua cũng như anh chị em có mua cổ phiếu này à, tuy không mua nhiều lắm nhưng mà khi hàng về có khoản lãi khoảng 10% thì cũng giúp cho những anh chị em mà mua cổ phiếu này cũng rất là vui rất là happy trong mấy phiên gần đây và những cổ phiếu thuộc dòng chứng khoán hay bất động sản hay là thép hay là ngân hàng hay một số cổ phiếu khác nó vẫn đang trứng lại nó không tăng Và thậm chí là nhóm dòng chứng khoán nó còn phân phối ở mấy phiên ngày hôm nay khiến cho chúng ta khá là khó chịu khi mà cầm khi mà nắm giữ những cổ phiếu đó còn với những anh chị em mà sử dụng vốn để mua thêm thằng TNG thì đến phiên ngày hôm nay chắc hẳn là sẽ rất là vui và mình đánh giá thằng TNG này nó chưa dừng lại ở đây đâu mà có khả năng nó còn tiến tới vùng 21.5 hoặc xa hơn có thể nó sẽ tiến tới vùng giá 25 trong thời gian tới còn mua ở thời điểm hiện tại thì chúng ta cứ nắm giữ thôi vì nó vừa mới xây được một cái nền giá nhìn chung là tương đối vững chắc và trong những cái video vừa rồi mình có chia sẻ với anh chị em tại sao nên nhìn nhận ở giai đoạn hiện tại của thị trường là một giai đoạn nó đem lại nhiều cơ hội hơn rủi ro nhất là với nhóm dòng bất động sản những cổ phiếu như đạt phương này như đích này hay là edg này api này nó đã tăng được một nhịp và có khả năng thời gian tới nó còn tiếp tục nó tăng được nhịp nữa hay những cổ phiếu như tdt này cũng vừa mới tăng được một nhịp hay hdc thì chưa chạy htn thì mới tăng được một phiên hôm qua sau cái thông tin về việc chính phủ hỗ trợ thì đến phiên hôm nay thì nó bắt đầu nó có cái dấu hiệu nó trứng lại vì gặp cái vùng cản nó cự thôi hay những sale này thì cũng đã có những cái tín hiệu nó rút chân đi lên và trong thời điểm thị trường nó điều chỉnh những cổ phiếu thuộc nhóm bất động sản này là những cổ phiếu nó không gặp cái áp lực điều chỉnh quá mạnh cùng lắm thì có những cổ phiếu nó chỉnh khoảng một hai ba phần trăm như là đích thì hôm qua nó chỉnh nó giảm khoảng bốn phần trăm nhiều anh chị em nó lo suốt vó lên thì ở phiên ngày hôm nay mình có gửi ngay đến anh chị em trong zoom x hàng nên canh mua thằng seo là một thằng đích là hai thằng đất xanh hay là kể cả hdc nam long anh chị em mua cổ phiếu nào cũng được ở nhóm dòng bất động sản hay những cổ phiếu mà nó đã chạy trước một nhịp thì có thể qua lễ nó sẽ tiếp tục nó chạy và đem lại cho chúng ta những cái cơ hội mới những khoản lợi nhuận mới cái như NTL này, chuẩn bị những cổ phiếu này nó tiếp tục bước vào cái đà tăng giá trong thời gian tới. Thì ở giai đoạn này anh chị em mà không mua không gom thì thời gian tới chúng ta rất là tiếc luôn. Còn đối với thị trường của chúng ta thì sao? Là liệu bây giờ mua mới an toàn hay chưa? Đủ an toàn hay chưa? Nó còn giảm thêm hay không? Hay là phiên ngày hôm nay chỉ là phiên hồi phục để cho anh chị em dễ thở hơn thôi và một vài phiên tới nó tiếp tục nó điều chỉnh và thủng luôn cả cái vùng hỗ trợ ở quanh vùng 2020 thì cũng nhiều anh em đang lo ngại điều này nhưng mà về bản thân mình về bản thân mình cũng nhờ về những cái tín hiệu mà thị trường nó vẽ ra mà mình đánh giá thời điểm hiện tại thì mình đánh giá đây không phải là giai đoạn thị trường nó quá rủi ro đâu thứ nhất thị trường nó đã đi ngang được khoảng 5 tháng anh chị phải công nhận điều này không thứ hai cứ mỗi khi thị trường nó gặp cái vùng hỗ trợ ở bên dưới sau đó lại có lực cầu tham gia và kéo các cổ phiếu nó thay nhau nó đi lên Trước đây thì có đầu tư công hồi tháng 1, đầu tháng 1. Sau đầu tư công thì đến nhóm dòng thép. Sau nhóm dòng thép ở thời điểm đầu tháng 3 đến giữa tháng 3 là nhóm dòng chứng khoán nó đã tăng được một nhịp rất là mạnh, khoảng 50%, từ 20 đến 50%. Và ở thời điểm gần đây thì một số cổ phiếu bất động sản nó đã đi lên trước. Và có thể sẽ kéo theo những cổ phiếu bên dưới, nó sẽ hồi phục, nó sẽ leo lên theo thì ở thời gian này này, anh chị em cứ chọn cổ phiếu nào mà trong lịch sử nó có tính điên cao nhất, cứ mỗi khi đà tăng nó tăng mạnh, thị trường nó có sóng là những cổ phiếu nó nó tăng rất mạnh, tăng bằng lần luôn. Thì ở giai đoạn này này, mình đánh giá là những cổ phiếu đó nó chuẩn bị tiếp tục bước vào một quá trình tăng giá mà rất có khả năng sẽ đem về những cái khoản lợi nhuận rất là lớn cho anh chị em luôn. Tại sao trong thời gian này này mình nói rất nhiều, mình chia sẻ rất nhiều về nhóm dòng bất động sản cũng như ở trong khoảng thời gian đầu tháng 3 mình chia sẻ với anh chị em rất nhiều về nhóm dòng chứng khoán nhưng mà ở thời điểm hiện tại gần như là không chia sẻ quá nhiều về nhóm dòng chứng khoán nữa mà bảo anh chị em là nếu như là có đang cầm nhóm chứng khoán thì canh bán chốt lời và chuyển cơ cấu sang chuyển đổi sang nhóm dòng bất động sản cái cơ hội nó sẽ cao hơn rất là nhiều còn thực ra đối với những cổ phiếu như là nhóm dòng nhựa với những cổ phiếu như DAG như APH hay là BMP thì ở dòng này thì mình có thấy mình thích chẳng BMP thôi nhưng mà thanh khoản nó thấp quá nên giai đoạn vừa rồi là cũng bị lỡ mất của cổ phiếu này không mua được còn nếu như mua chỉ mua được ngày 19 tháng 4 thôi đây chính là điểm mua chính của phiếu này và nó có một cái cách hoạt động về nền giá rất là đẹp luôn anh chị em nhé một cái mẫu hình tam giác tam giác vuông và sau khi nó vượt đi lên được thì đây chính là cái điểm mua chính của cổ phiếu này, này. anh chị em chỉ cần phân tích giỏi về kỹ thuật thôi là chúng ta có khoảng 70% cơ hội chiến thắng trên thị trường rồi nhưng mà anh chị em vẫn phải dựa vào quá khứ để chúng ta phân tích được, nhìn nhận, đánh giá được tương lai các cổ phiếu nó sẽ hoạt động ra sao, nhóm dòng này nó có tính dòng hay không và bao nhiêu tỷ lệ, bao nhiêu phần trăm các cổ phiếu trên thị trường nó hoạt động giống như là thị trường chung thì anh chị em sẽ có thêm niềm tin và bớt thắng thua về với thị trường hơn, anh chị em nhé. À, nhìn chung thì thị trường của chúng ta trong phiên ngày hôm nay, nhìn chung thì nó rất là tích cực rồi. Trong cái video hôm qua mình cũng chưa chia sẻ với anh chị em à, nếu như sáng nay thị trường mở gáp giảm và có thể sẽ giảm về quanh vùng 1025 hoặc 1020 nhưng mà sáng nay thì nó chỉ giảm khoảng về vùng 1029 và 19 thôi. Nhưng sau đó đến phiên buổi chiều thì bắt đầu có những cái lực cầu tham gia và kéo thị trường hồi phục đi lên. Mà anh chị em thấy nhá, những cổ phiếu này nó tác động lên thị trường. Đó là những cổ phiếu như Hòa Phát, như Vietcombank, như Techcombank, như BID, như GAT này. Hôm nay có một phiên trả điểm rất là đẹp. Hay như LP Bank này. Cứ đến khoảng 13 giờ 45 nó bật tăng bắt tăng trần luôn và thì hôm nay chỉ có thằng vick và thằng vinhome thì nó kéo thị trường trở lại mà đất nó kìm chân thị trường lại thì đúng hơn còn lại nhìn chung chúng ta thấy là gần như là các cổ phiếu trên thị trường trong phiên ngày hôm nay nó đem lại cái tín hiệu tích cực trở lại hôm qua thì mình có chia sẻ về tín hiệu tham gia của nhóm dòng bất động sản nên anh chị em nào mà chưa theo dõi video ngày hôm qua thì cũng là một thiếu sót và có thể phiên ngày hôm nay vẫn chưa dám quay trở lại thị trường có thể anh chị em vẫn đang chờ thị trường nó test lại đáy trong một vài phiên tới về cái kịch bản này có thể sẽ xảy ra nhưng mà ở thời điểm hiện tại mình đánh giá có thể thị trường nó sẽ tiến tới ngay vùng 1050 điểm để cho anh chị em không kịp tham gia vào và đến khi thị trường nó vượt qua vùng 1050 điểm rồi lúc đó anh chị em mới tham gia và lúc đó thị trường nó lại quay đầu nó rũ một vài phiên đây có thể là thời điểm thị trường qua kỳ nghỉ lễ thì lúc đó anh chị em này, ôi thị trường rủi ro thế này thôi, mua sớm làm gì, thôi đợi thị trường nó vượt qua vùng 1080 rồi mua, chưa chắc lúc đó lại là cơ hội đâu. Mà cơ hội mình đánh giá là ở thời điểm hiện tại, nó hiện hữu hơn bao giờ hết. Mà anh chị em chỉ cần để ý một chút thôi, chúng ta sẽ thấy ngay những cổ phiếu cách hoạt động của nó trong phiên ngày hôm nay hoạt động ra sao. Ví dụ như thằng đích này, ngay đầu phiên sáng nay nó đã mở gác tăng rồi. Thì cái giá ATO phiên ngày hôm nay nó là 16.35. Trong khi giá đóng cửa ngày hôm qua nó là 16.2 Thì hôm nay thì nó có mở một cái gáp nhỏ nhỏ Trong phiên ngày hôm nay Đây này chính là cái gáp này anh chị em để ý sẽ thấy này Và nó rút chân đi lên ngay lập tức Vào cái khung giờ 10, 10 giờ Có những lúc nó quay về cái vùng giá tham chiếu nhưng mà ngay sau đó thì nó lại được rút chân ngay đi lên vào khoảng khung giờ 10 giờ 15 Để anh chị em có thể thấy được những cổ phiếu như này nó giữ giá tốt ra sao. Thì đây chứng tỏ là các quỹ đội tạo lập lãnh đạo doanh nghiệp đang ôm đang thu gom mua lại thằng đích khá là mạnh và trong phiên ngày hôm qua mình đánh giá đây là một phiên rũ bỏ khá là rát của thằng đích khiến cho nhiều anh chị em không dám mua cổ phiếu này ở phiên ngày hôm nay đây cũng là điều dễ hiểu thôi thì mình đánh giá ở một vài phiên tới nó sẽ tiến tới cái vùng này, này 17.5 này, này sau đó nó chỉ cần siết lại một vài phiên thôi khoảng chỉ cần hai ba phiên thôi thứ nhất điều kiện nó siết để là gì để thành công thứ nhất là thanh khoản nó thu hẹp lại và biên độ giao động giá nó siết chặt. Đây chính là hai cái tín hiệu anh chị em nên quan tâm, nên thấy của thằng đích trong một vài phiên tới thôi. Có thể là khoảng 4 năm phiên tới nó sẽ xuất hiện một vài phiên nó rũ bỏ và khiến cho anh chị em sợ bán ra thì sau khi bán ra xong nó tiếp tục nó tăng mạnh và đây chính là cái cơ hội để anh chị em có thể tìm cái điểm mua xác nhận của thằng đích. Chứ thực ra mình bảo anh chị em mua ở phiên ngày hôm nay chỉ là mua sớm thôi. Mình cũng dặn anh chị em trong Zoom khách hàng Mua ở giai đoạn này thị trường nó chưa rõ xu hướng Và mua ở cái vùng hỗ trợ Chỉ nên mua khoảng 2-30% thôi Còn nếu như thời gian tới Nó xác nhận cái xu hướng Lúc đó anh chị em có mua full margin Mình cũng không ngăn cản Để anh chị em thoải mái mua luôn Anh chị em nhá Nên ở giai đoạn hiện tại Chúng ta vẫn còn cơ hội để mua thằng đích Chứ chưa phải hết cơ hội đâu Đừng nhìn vào phiên ngày hôm nay nó tăng mạnh như vậy Là không còn cơ hội Anh chị em để ý những giai đoạn này này thì những phiên này, này, cũng chính là những phiên mua sớm hay những phiên này, này là một phiên mua sớm sau một phiên giảm mạnh trước đó đúng không còn cái phiên mua xác nhận nó phải là phiên ngày 31 tháng 3 mà ở cũng ở giai đoạn này này thì mình cũng như là nhiều anh chị em trong giúp khách hàng ăn được một cái nhịp rất là nhanh khoảng 35% trong có khoảng 10 ngày có 6 phiên giao dịch hơn một tuần một chút thì anh chị em xem xem có cổ phiếu nào nó đem lại cái khoản lợi nhuận nhanh như thằng đích ở giai đoạn này hay không thì đây chính là tính điên của nó chứ đâu hay như thằng sale này trong lịch sử của nó này tăng tăng, tăng trần của chục phiên liên tiếp này xong trước lại nó tăng khoảng trăm khoảng một nghìn phần trăm này nó tăng từ vùng 10 lên 100 trăm lên giá một trăm sau đó thì nó quay đầu nó giảm nó tăng theo thì nó giảm như vậy nên đây cũng là lý do vì sao chúng ta mua thì mua sớm mua khi nó chưa tăng ấy đối với những cổ phiếu này và anh chị em thấy không anh chị em để ý sẽ thấy những cổ phiếu như sao không phải là vì hôm nay nó không tăng mạnh mà chúng ta không bỏ qua nó đâu hôm nay mình cũng có khuyến nghị anh chị em mua mua sớm thằng sao nhé thì anh chị em nào mà giai đoạn vừa rồi chưa mua sớm được cổ phiếu Inbox ngay cho em Mà đang cầm cổ phiếu lộn xộn quá Đặc biệt là hôm nay mà nó còn giảm ấy Thì nhớ inbox cho em Mà hầu như ở thị trường viên ngày hôm nay Hầu hết các cổ phiếu nó đều tăng mà Chắc là chỉ có những anh chị em mà hơi kém may mắn một chút Thì chúng ta cầm phải những cổ phiếu này thôi Ví dụ như là Vinhome, VRE, hay là Hoàng Quân, hay là VIX Hay MSB, CTG này, hay HAG này Hay là DCM, hay là Đạo Phú Mỹ, hay là Đức Giang này Thì hôm trước thì có một số anh chị em hỏi mình về dòng phân bón ở giai đoạn này thì thôi nhá. Ở giai đoạn vùng 24 thì mình bảo anh chị em là, ở giai đoạn hiện tại dòng phân bón mình không ưu tiên. Vì thứ nhất là nhóm dòng phân bón phân đạm, nó là nhóm dòng mà trong chục năm nay nó không tăng trưởng. Điều thứ hai là nhóm dòng phân bón, tuy là nó là một trong những nhóm dòng khá là điên, nhưng nó đã hưởng lợi rất lớn trong năm 2020, 2021 thì đến thời điểm hiện tại khi dịch nó qua đi, thì anh chị em bớt đặt kỳ vọng vào nhóm này quá lớn. Anh chị em nếu như muốn phân tích khách quan hơn về thằng đạm cà mau anh chị em lật ngược cái biểu đồ của thằng đạm cà mau lên chúng ta sẽ thấy nó đang ở tiệm cận cái vùng đỉnh theo cái logic ngược nhá thì nó đang tiệm cận ở cái vùng đỉnh này, thì mình đánh giá là thời gian tới thằng đạm cà mau nó tiếp tục nó giảm có thể là sẽ giảm xuống vùng 17 đấy 17.5 với cái đà đi xuống trong đao chen của những cổ phiếu như này thì mình không ưu tiên thế nào đâu nên anh chị em mà đang cầm cổ phiếu này kể cả đang lỗ khoảng dưới 10% chúng ta vẫn có thể cơ cấu được nhá à, có thể nên xem xét cơ cấu sang nhóm dòng bất động sản còn nhóm chứng khoán thì phải chờ thêm thôi không có cách nào khác hoặc là thêm cả nhóm dòng thép hôm trước thì mình đang kỳ vọng là thép nó sẽ giảm về quanh 13.5 13.6 nhưng mà cái phân tích của mình nó chưa được khớp lắm nó chưa được sát sao mà nó chỉ giảm xuống khoảng vùng 13.8 thôi nó cách khoảng 23 lai giá và đến thời điểm hiện tại nó đang có hai phiên hồi phục nhìn chung là tương đối tích cực đấy anh chị em nhé thì mình đánh giá thời gian tới những cổ phiếu thuộc nhóm dòng thép này nó đi ngang nó siết lại nó test lại một vài phiên tạo thành một cái mẫu hình cái vai đầu vai ngược thì sau này anh chị em sẽ có tín hiệu để mua những cổ phiếu thuộc nhóm dòng thép còn một số anh chị em ở trong ruộng hàng của mình thì hôm qua có hỏi và mua luôn rồi thì hôm nay cũng rất là chúc mừng anh chị em thì một vài phía tới nếu như mà anh chị em thấy cái tín hiệu nó siết lại thì chúng ta không phải quá lo lắng đâu đối với dòng thép mình đánh giá là qua lễ sẽ có cơ hội để tham gia mua lại nhóm dòng thép ấy thì nhóm dòng bất động sản là một thép là hai đầu tư công là ba có thể là ba nhóm dòng này nó sẽ là ba nhóm dòng leader thị trường khi kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5 nó qua đi nên anh chị em phải tận dụng cơ hội nhá thì anh chị em mà muốn mua cổ phiếu nào mà chưa biết thời điểm để tham gia thì inbox cho em và đồng hành cùng em thì nhìn chung thì rất là nhàn chúng ta không cần phải phân tích quá nhiều về thị trường đâu mà việc này thì chủ yếu đã có em lo rồi anh chị em nhé à còn thêm một nhóm dòng nữa mà có thể qua lễ nó cũng sẽ là nhóm dòng sẽ đi lên đó là nhóm dòng đầu tư à, bất động sản khu công nghiệp với những cổ phiếu như KBC này, SSC này nó đang có tín hiệu nó đi lên đấy, hay EGC này đều là những cổ phiếu nó đang xây một cái nền giá tương đối đẹp và đều kéo dài khoảng 4 tháng rồi. Hay EDC cũng vậy. Thì phiên ngày hôm nay nó cũng là một phiên test lại đấy, nhưng mà hồi phục thì không hồi phục được uh, mạnh lắm. Nên mình ưu tiên ở thời điểm hiện tại mình ưu tiên thằng KBC và thằng SSC hơn. Hay EGC cũng vẫn đang ưu tiên nên thời gian tới anh chị em sẽ có rất nhiều cơ hội để nhảy vào thị trường tìm kiếm những cơ hội và hiện thực hóa bằng các khoản lợi nhuận anh chị em nhé thì mình cũng hy vọng là những chia sẻ của mình sẽ giúp ích cho anh chị em và sẽ giúp anh chị em đem về những khoản lợi nhuận khi đầu tư trên thị trường nên anh chị em mà giai đoạn vừa rồi chưa mua được cổ phiếu bất động sản bỏ qua con sóng chứng khoán thời gian tới đang tìm cơ hội để tham gia để nhảy vào thị trường thì nhớ inbox cho em anh chị em nhé À, nếu như anh chị em thấy cái video này hữu ích Có giá trị với anh chị em Có thể bấm like cho em cái Ngoài ra thì nhấn vào nút chung thông báo Và cái nút đăng ký to đùng ở bên dưới Để khi em đăng tải video mới nhất Anh chị em sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo này Anh chị em nhé Cảm ơn anh chị em đã theo dõi